Sau 49 tuổi, trong nhà không nên tiếp đón 4 kiểu người này. Thứ nhất, người có tam quan bất chính, lan truyền năng lượng tiêu cực. Hiện nay trong xã hội, người người đều rất coi trọng năng lượng tích cực. Lan tỏa năng lượng tích cực có thể giúp chúng ta có thái độ sống tích cực hơn. Dù đối mặt với khó khăn, gian khổ trong cuộc sống, chúng ta cũng không đánh mất hy vọng. Nếu chúng ta được bao quanh bởi những người như vậy, nó sẽ giúp chúng ta hình thành nên một chí tiến thủ mạnh mẽ. Nhưng nếu xung quanh chúng ta có loại người tam quan bất chính, luôn thích lan truyền năng lượng tiêu cực, thì cuộc sống của bạn nhất định sẽ ngày càng đi xuống. Điều tốt cũng sẽ bị biến thành điều xấu. Vì loại người đó không thích nhìn người khác tiến lên phía trước với một tâm thái tích cực. Họ thường xuyên đả kích lòng tự tin của người khác. Hở một tí thì dội cho người khác một gáo nước lạnh. Như câu, một con sâu làm dầu nồi canh. Họ chính là con sâu đó. Khi một người bước qua tuổi 49, hầu hết đều nghĩ sẽ cố gắng phấn đấu thêm chút nữa để tương lai có thể sống những ngày tháng tốt hơn. Lúc này, sự có mặt của một người tiêu cực sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn, khiến bạn trở nên buồn bực, bất an. Loại người này không bao giờ nghĩ làm sao để làm tốt hơn, làm sao để thành công hơn, mà chỉ biết há miệng chờ sung và còn khá tuyệt vọng về tương lai. Theo quan niệm của họ, những người gần 50 tuổi hầu như đã bước một chân xuống quan tài rồi, cho nên chỉ cần sống ngày nào tính ngày đó là được. Nếu có người như vậy đến nhà làm khách, thì bạn nên nhanh chóng đi chỗ khác, kẻo bị họ để mắt tới, thì tâm trạng tốt của bạn sẽ bị phá hỏng, ý chí phấn đấu sẽ bị đánh vỡ, ngay cả kế hoạch phát triển trong tương lai cũng sẽ bị quấy nhiễu đấy. Thứ hai, người thích lợi dụng, lòng tham không đáy. Tục ngữ có câu, lòng người không biết đủ, như rắn nuốt cả voi. Người có lòng tham không đáy rất thích lợi dụng người khác. Trong mắt họ thì tình bạn bè là thứ vô ích, chỉ có lợi ích mới là thứ thực sự hữu dụng. Nếu bạn qua lại với một người như vậy, chắc chắn sẽ có một ngày bị đâm sau lưng. Người có lòng tham không đáy thì dù thế nào họ cũng không cảm thấy thỏa mãn. Khi họ thấy bạn có đồ tốt trong nhà, họ sẽ muốn lấy nó làm của riêng. Chỉ cần họ chiếm được một vài lợi ích thì ham muốn của họ sẽ càng thêm lớn. Lòng tham cũng sẽ ngày càng mãnh liệt, khiến họ không thể cảm nhận được hạnh phúc của cuộc sống. Họa sĩ trường phái tân cổ điển người Pháp Jean Auguste cho rằng lòng tham sẽ phá hủy tâm hồn trong sáng của con người. Khi bạn càng có được nhiều thì lòng tham cũng sẽ càng lớn. Hơn nữa, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc. Lòng tham giống như ma túy. Một khi đã nghiện thì sẽ rơi vào vòng xoáy khủng khiếp. Suốt đời cũng khó thoát ra được. Khi gặp một người như vậy, chúng ta nên tránh họ càng xa càng tốt. Vì có một điều đáng sợ hơn nữa, chính là những kẻ tham lam rất dễ mất đi lý trí và rơi vào trạng thái điên loạn. Một người ở tuổi 49, nếu gặp những người như thế xuất hiện ở trong nhà mình, thì tốt nhất nên hạ lệnh đuổi khách. Đây là cách tốt nhất để bảo vệ cho bản thân và gia đình. Thứ ba, người hai mặt, đâm bị thóc, chọc bị gạo. Có một câu nói như thế này: ngồi thiền thì suy nghĩ về bản thân, khi trò chuyện không nói việc của người khác. Điều câu nói muốn nhấn mạnh là khi ngồi thiền một mình, ta thường tự soi xét lại lỗi của bản thân. Khi trò chuyện với người khác thì không nên đâm móc chuyện của thiên hạ. Tuy nhiên, trong cuộc sống có một loại người rất thích bàn chuyện thị phi. Trước mặt thì nói một đằng, sau lưng lại nói một nẻo. Dùng lời nói dối của mình để kích động mối quan hệ giữa những người khác. Những người như vậy, xét về mặt tâm lý,
có thể gọi là biến thái. Họ không muốn thấy người khác sống tốt, vì vậy luôn tìm cách tung tin đồn nhảm. Hơn nữa, họ còn càng làm càng hăng. Biểu hiện ngoài mặt và trong lòng của họ hoàn toàn không nhất quán. Khẩu Phật tâm xà. Hôm nay họ ví bạn như hoa, ngày mai ở trước mặt người khác sẽ chê bạn là cỏ. Hôm nay nghe được một vài tin tức ở chỗ của bạn, vừa quay lưng đã đi đến chỗ người khác thêm mắm thêm muối bán đứng bạn rồi. Có câu, người hay thích nói chuyện thị phi chính là người tạo ra thị phi. Khi một người bước qua tuổi 49, gặp một người thích đặt chuyện thị phi ở trong nhà, thì nên đuổi họ đi, rồi đóng cửa thật kín, cố gắng tránh xa, và đừng để họ lại xuất hiện trong cuộc đời của mình một lần nào nữa. Đây chính là một lời khuyên chân thành. Thứ tư, người thích mê hoặc lòng người, thích chơi trò mập mờ trong các mối quan hệ tình cảm. Romain Rolland từng nói, cuộc sống là một trận chiến vô tình không ngừng nghỉ. Nếu một người muốn được gọi là con người thực thụ thì họ phải luôn chiến đấu chống lại những kẻ địch vô hình. Đó là những kẻ địch liều mạng tồn tại bên trong bản năng của chúng ta. Những ham muốn làm rối loạn tâm trí của con người. Những ý nghĩ mập mờ khiến bạn sa ngã, khiến bạn tự hủy hoại bản thân. Tất cả chúng đều là những kẻ thù rất ngoan cố. Con người cần phải vượt qua được thử thách của cám dỗ, đặc biệt là sau khi bước qua tuổi 49. Họ phải hiểu được tầm quan trọng của gia đình, tôn trọng bạn đời, tránh xa những kẻ thích mê hoặc lòng người, trêu đùa tình cảm. Đừng nên lợi dụng những cám dỗ để kiểm nghiệm giới hạn của bản thân. Vì một khi đã trúng chiêu, thì bạn sẽ phát hiện bạn vốn không có sức kháng cự mạnh mẽ với cám dỗ như bạn tưởng đâu. Sau cùng là ai lợi dụng ai còn chưa biết. Chúng ta không phải là thần Phật mà có thể giữ tâm không động. Vì thế, chúng ta chỉ có thể tránh xa những người thích mê hoặc lòng người, để họ rời đi càng sớm càng tốt, mới không ảnh hưởng đến gia đình và con cái của mình. Khi gặp phải những người thích mập mờ trong chuyện tình cảm, xin hãy hạ lệnh đuổi khách càng sớm càng tốt, kẻo rước sói vào nhà, phá hoại gia đình, mất nhiều hơn được. Quý vị thân mến, chấp nhận và từ chối luôn luôn là bài toán khó trong cuộc sống. Trong những năm gần đây, cuộc sống tối giản rất phổ biến. Không phải là để mọi người từ bỏ tất cả mọi thứ trong ngôi nhà, mà là từ bỏ những thứ không cần thiết, giữ lại những thứ quý giá, có ích hơn. Một căn phòng bừa bộn khiến bạn phải dọn dẹp thường xuyên và vứt bỏ những thứ không cần thiết. Những mối quan hệ xã giao vô ích cũng thế. Hãy tập trung vào việc duy trì những mối quan hệ với những người cần trân trọng, để chúng ta có thời gian bên cạnh nhau được nhiều hơn. Tóm lại, sau khi một người bước qua tuổi 49, điều mà họ để tâm đến chính là gia hòa vạn sự hưng. Muốn thế, hãy tránh xa bốn loại người kể trên. Nhất định, bạn sẽ có được những ngày tháng tốt đẹp. Chúng ta sống không phải là để phục vụ cho người khác một cách mù quáng, mà là để bản thân trở nên ngày càng tốt hơn. Những người khôn ngoan biết cách sống để bản thân hạnh phúc, khiến mọi người xung quanh vui vẻ, hạnh phúc và tử tế. Tuy nhiên, nhiều người trong chúng ta thường nhớ phải làm cho người khác hạnh phúc, nhưng lại quên cách làm cho bản thân hạnh phúc là như thế nào. Sống cho bản thân và làm những gì bạn muốn cũng là một điều quan trọng cho cuộc sống. Không ngừng làm giàu tâm hồn, làm cho bản thân hạnh phúc cả về mặt thể chất lẫn tinh thần, cuộc sống bình thường cũng trở nên rực rỡ và ý nghĩa hơn.